kêu to quá vậy con? Chết 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 chết, ba cú đá nha. Tất cả mọi người đang mặc áo gà đứng yên, đứng yên. Đá dứt khoát nha. Một cú đá chính xác. Đứng yên đi, đứng yên luôn đi chứ tôi thấy kẹo. Kẹo hơn quá rồi. 200. Khó trên nhào cú đá em. Rồi, ba cú đá của tôi được chỉ thành công được một. Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các anh chị nên biết Lan Ngọc học karate từ nhỏ. Lan Ngọc có thể hy sinh không cần đá trúng con gà mà đá trúng mẹ hoặc là ba của con gà. Vậy nó không còn có cơ hội đá lại mình. Bắt đầu. Cái tiếng cuối cùng nghe không? Không được chỉ nha. Cái tiếng cuối cùng, cái tiếng cuối cùng ở đâu? Không được mò mẫm nha. Chúng ta nên nhớ, chúng ta di chuyển và chúng ta ước lượng có đã đủ đá chưa thì mình đạp. Mới kèo. Không được rờ nha. Rờ mà đụng là bỏ cái lượt đá nha. Đủ rồi đó. Một không chính xác. Rồi chỗ khác đi. Đá ngang á. Chỗ này xui rồi. Chỗ này ít gà lắm. Bên kia kìa. Hai không chính xác. Ủa đá không nghe luôn á. Ở đâu vậy? Đúng rồi. Một quả rồi, mọi người tiếp theo. Âm nhạc bắt đầu. Đi ra qua trong sân có con gà, đi ra qua trong sân có con gà, gà mà chưa biết ai là con gà con. Thánh nhạc. Một cú đá ngang nghe em trai. Để coi thử nhân trái chân phải nha. Kêu rồi. Chuẩn bị. Không thành công. Hút ra hút. Còn một cái nữa. Rồi, xong. Sao không kêu? Đá trúng mà còn kêu. Tao như thế này mà không kêu chứ. Không kêu được, tao khó kêu. Như vậy là ba lượt chơi. Em đã bán cái kêu đó. Chỉ có ba cú đá thành công thôi. Cơ hội chiến thắng đội Long Nhật là rất cao. Xin mời đổi đồ cho hai đội. Chúng ta hãy chờ xem thần đồng Long Nhật sẽ mang về bao nhiêu cú đá chính xác. Âm nhạc. Chạy nhanh đi, bắt chậm. Chạy nhanh lên nào. Đúng rồi. Qua giai đoạn này là vui rồi nè. Hết nhạc. Dậm luôn, đừng có thả chân ra nó kêu à. Ủa, cái thế đá kỳ quá. Cái tố đàn ông dễ sợ. Hay quá. Trời ơi. Không kêu. Ủa, hết nhạc vẫn được đi hả? Không thấy nó chạy lăng sao vậy? Đạp cái này là phải đạp nha. Rồi, xong, cảm ơn Long Nhật. Ba quả, thành công hai quả. Tôi thấy đội tôi tương lai rộng mở rồi đó. Rồi, mọi người tiếp theo. Chú Lý Vinh. Âm nhạc bắt đầu. Tôi sau lưng đó nha. Ừ.
Rồi. Không kêu, không kêu. Ngọc có đi vậy, ai cho có đi chỗ khác vậy? Vậy làm lại, nhạc lên. Tại đá văng ra ngoài. Thôi đừng có nói nhiều, đi đi. Tiếng đường đây. Chính xác. Rồi, hai hoa, hai cả cụm. Dễ sợ. Dễ sợ. Ủa, đúng rồi. Kính thưa quý vị, là hiện tại là mới có hai lượt đá từ anh Long Nhật và Trương Thi Vinh thì kết quả được cân bằng. Lâm Vy Dạ sẽ trở thành người hùng hay tội đồ, chúng ta hãy cùng chờ xem. 3, 2, 1, bắt đầu. Ba phé ba nơi nè. Đá đi trường gian phá quá, sau lưng đá sau lưng kia, trường gian phá quá. Sao thiệt cái này giống đá bò tót. đúng rồi là đúng, không được nhá. Đá con đó có trứng ngang nha. Tít là đây nè. Chín đây mà. Không có. Rồi lượt đó không có tính nha. Một con gà. Nhập viện rồi em ơi. Một con gà đã bị chấn thương chỉnh hình nên chúng ta phải dùng âm nhạc lại. Âm nhạc bắt đầu. Đá phát chất lượng thật chứ. Ráng gì vậy? Kỳ giống muốn lầm quá. Thẳng một đường mà đi. Ngọc đứng im đi Ngọc. Hãy tung cước đi nào. Tụm vậy. Lan Ngọc đó. Tụm vậy đại mới ghê chứ. Như vậy là chỉ còn hai lượt đá, chỉ cần một lượt đá thành công là thành công rồi. Vẫn còn dư một lượt đá. Thì kính thưa quý vị, chúng ta có nên chơi nữa hay không? Có, chơi nữa đi, vẫn là chơi vui. Âm nhạc bắt đầu. Nghe là dí thôi luôn, dí thôi luôn dạ. Nghe là không dí luôn. Đúng rồi, nghe là dí theo luôn. Trời ơi, chết nhỏ.
Như vậy là cú đá cuối cùng mặc dù không thành công nhưng mà đội của họ vẫn chiến thắng. Hình phạt bắt đầu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, đúng như truyền thuyết đã kể lại, đội nào có Lan Ngọc là đội đó thua. Yeah, tôi đã xác định được điều đó khi tôi bóc số 2 rồi. Và đội thua sẽ bị bịt mắt và phải ăn một món ăn mà chúng tôi chuẩn bị sẵn. Các bạn nên nhớ những món ăn chương trình đưa ra. Những món ăn này, những món ăn bổ dưỡng và mang lại nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể và đặc biệt là giảm cân rất tốt. Oh yeah. Chúng ta hãy cùng nín thở để cùng mở món ăn này. 2, 3. 3. Anh cố làm màu thôi anh Vinh à? Có rau sống kèm với cà chua à? Vậy nhẹ nhàng mà, giống như ăn trắng miệng á mà. Thôi được rồi bạn ơi, để tôi cũ tôi ăn làm gương nè bạn. Rồi, 2, 3, há miệng nè. Khoan từ từ bạn, đừng nhẹ nhẹ thôi nha bạn. Nhẹ nhàng. Sao anh? Nuốt đi. Hơi ớt. Xét ra các... em ăn đồ đâu em ói á. Các đồ ăn trên thế giới rất ít đồ thối. Hả miệng. Nhai nuốt. Ngon không? Quá ngon. Ngon quá. Kèm miếng đậu sống đi. Ngon không? Trả lời thật lòng đi. Thôi, đồng đội em ăn rồi, cho em ăn rau thôi. Nó nhớt nhớt mà nó nhầy nhầy mà nó... Hả? Có bầu hả? Không ăn được đâu. Được mà. Bình thường em đâu đối xử tốt với anh đâu Ngọc. Em thương anh nhất luôn anh Giang. Em mà thương anh cái gì? Thương nhất thì cho một chén luôn đi. Được lắm ba, giữ ăn ngon em. Nhai nè. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cửa hàng hoạt động. Đừng nhai, nuốt luôn đi. Hả miệng ra. Hít thở bình thường. Hả miệng ra. Nhai. Đây là đậu nành lên men natto.